Đây là cô bé lọ lem mà. Cô bé lọ lem làm gì đây ta? Cho cái chổi để quét nhà này. Ồ đúng rồi. À không phải, à ra mạng nhện, ra mạng nhện. Rồi mặt trời chiếu lên à, cho nó khô cái vũng nước, tìm thấy cái chìa khóa để mở cái rương này. Mở rương kho báu ra. Cô gái nhà nhà mở được rương kho báu, mở ra luôn. Ok, mở tìm thấy chiếc giày thủy tinh các bạn ơi, để đi dự dạ hội có hoàng tử á. Ủa, mở ra sao nữa, mang vô à? Trời ơi, mang giày vô mới thành. Này bị cái gì đây? À, bị mất cái bức tranh phải không? Gắn bức tranh lên lại nè. Ok, hên quá, không có mất, tưởng là mất chứ ai ngờ không có mất. Trời ơi, à, cho cái gói nằm ngủ luôn. Ngủ luôn, và đây là cái chìa khóa cho ai đây? Chìa khóa để làm gì? Chìa khóa để đâu đây ta? Để đây ạ. Chìa khóa ở đâu? Trên đầu này đi. Hay là trong cái lò này đi. Trong cái bộ ông này đi. Ô, cái chìa khóa gì? Áo, cái này có thể kéo xuống đây được luôn nè. Rồi cho ông cái ông này ngủ luôn, cho cái ông này ngủ phải lấy cái chìa khóa. À, sau lưng ông này có cái tủ sắt nè. Mở ra trộm viên kim cương luôn, trộm được một viên kim cương to bự khổng lồ luôn đây. Trộm được viên. Rồi đây là công chúa tóc mây hay sao nè, đây công chúa tóc mây mở tiếng nè. Đây đội nó lên, là một dũng sĩ đi cứu công chúa tóc mây cái nào. Ok, thả mái tóc nàng xuống đây, ta trèo lên thoát thôi. Ok, đây đến ron, đến ron. Đây là một ha, con cục chuỗi thông thường nó chui vô dưới cái lỗ đến ron nè. Đây là cái gì? Ok, cái cờ cắm ở đây luôn. Ok, vô vô luôn. Yeah, cái này là cái điện thoại nè. Đây đó, điện thoại để đây nè. Tiền lẻ, tiền lẻ. Mở cái này ra, bỏ vô đây. Đúng rồi, có cái ví để tiền lẻ, còn là cái thẻ nhét vô đây luôn. Ok, yeah. Cái này là cái gì đây? Cái hộp gì ta? Đem đây. Đây. Cái này là cái gì? À, cho thằng cây gươm rồi thả cái hộp này vô cái miệng luôn. Ô, đây là tóc hạt tóc chó ra đen. Ok. Trời ơi. Cái đầu ông này hả? À, cái này trước, cái này trước. Ôi, cái ghép lại, ghép lại. Ô, cá gươm, đây là tội phạm truy nã đó.